các bạn đã đến với kênh review sản phẩm của cửa hàng DIY Honey Box. Và sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là máy khoan mạng bít dùng pin Hammer 331 của thương hiệu Makita. Và bây giờ mình sẽ phối hợp bóc hộp cho các bạn nghe luôn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.